Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi cái nội dung về một cái chiến lược quốc gia phòng chống bệnh ung thư và tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác giai đoạn 2015-2025. Thì các bạn biết rằng là khi các bạn trong năm học này, trong cái quá trình các bạn đi thực tập, thì chắc chắn là các bạn sẽ tham gia một cái, khi các bạn xuống với một cái địa phương thì các bạn sẽ được tìm hiểu một cái chương trình sức khỏe. Thì cái chương trình sức khỏe đó nó sẽ là một cái chương trình sức khỏe của cấp địa phương các bạn tới, mà cụ thể đó là cái cấp quận các bạn sắp sửa các bạn đi thực tập sau này. Nhưng mà để có thể ra được, để các bạn có thể tìm hiểu thấu đáo về cái chương trình sức khỏe của cấp quận á, thì các bạn phải coi cái chương trình sức khỏe đó, nó thuộc vào một trong những cái chiến lược quốc gia nào, khi người ta còn gọi đó là cái dự án y tế quốc gia. Vậy thì đối với cái nhóm bệnh có rất là nhiều cái chương trình y tế quốc gia, thì một trong những cái chương trình y tế quốc gia mà liên quan đến bệnh không lây đó là cái chiến lược này. Thì hiện nay cái chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây á, nó có cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 376 năm 2015 được ban hành ngày 20 tháng 3. Thì các bạn sẽ tìm hiểu cái quyết định này để các bạn sẽ biết được những cái, khi tìm hiểu chương trình sức khỏe thì chắc chắn là các bạn sẽ biết rằng là có mục tiêu và chỉ tiêu. Vậy thì cái mục tiêu và chỉ tiêu của một cái chương trình nó sẽ nằm ở đâu? Nó sẽ nằm ở cái phần này. Và từng, đối với từng cái mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể cái chương trình đó, thì từ đó các bạn sẽ biết rằng là cái việc mà địa phương người ta cụ thể hóa như thế nào về cái chiến lược, về cái chương trình đó ở địa phương các bạn tới. Thì vì các bạn đi tới là, vì các bạn đi tới là cấp quận, cho nên chắc chắn là các bạn phải coi cái chiến lược này ở cấp thành phố nó triển khai là làm sao, nó cụ thể hóa bằng những cái mục tiêu chỉ tiêu nào, và những cái mục tiêu chỉ tiêu đó nó có thể là cao hơn cái mục tiêu chỉ tiêu của cấp quốc gia, có thể bằng hoặc là cao hơn, thấp hơn không được rồi. Tại thấp hơn, nếu mà cái mục tiêu chỉ tiêu đó mà nó thấp hơn so với cái chiến lược của quốc gia là cái địa phương đó không đạt được mục tiêu và chỉ tiêu. Do đó mà đối với một cái chiến lược quốc gia thì ở một cái thành phố hoặc một quận thì các bạn sẽ xem coi cái việc triển khai, cái việc thực hiện đó với những mục tiêu chỉ tiêu nó có bằng hoặc nó cao hơn cái chỉ tiêu quốc gia hay không. Ví dụ ở đây các bạn sẽ thấy rằng là trong cái chiến lược quốc gia này, các bạn sẽ đọc cái mục tiêu cụ thể chỉ tiêu đến năm 2025. Thì khi mà các bạn đọc cái mục tiêu này thì các bạn hiểu rằng là mỗi năm chúng ta có thể áp dụng cái mục tiêu này cho đến năm 2025. Các bạn lưu ý ha. Tức là khi các bạn đọc cái chiến lược này thì các bạn biết rằng là người ta nói rằng là mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Tức là từ cái thời điểm ban hành văn bản là 2015, giai đoạn này là 2015 đến 2025, thì 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23, 25, cứ mỗi năm như vậy các bạn vẫn có quyền lấy cái chỉ tiêu này để các bạn làm một cái đích để hướng tới trong năm đó đối với cái dự án này. Các bạn lưu ý nha. Nên khi các bạn đọc cái mục tiêu và chỉ tiêu của cấp quốc gia, các bạn phải hiểu được chuyện đó, là mỗi năm chúng ta có thể lấy được chuyện đó. Và tuy nhiên trong mỗi năm đó thì ở từng địa phương người ta có thể đưa ra cái mục tiêu và chỉ tiêu nó cao hơn so với cái mục tiêu và chỉ tiêu của cấp quốc gia. Và ở đây thì các bạn thấy rằng là những cái bệnh không lây mà trong cái quyết định này đề cập tới đó là các bệnh liên quan đến ung thư, các bạn liên quan đến tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn và hen phế quản và một số bệnh không lây nhiễm khác. Dĩ nhiên thì các bạn biết rằng rồi, đã có chiến lược cho bệnh không lây thì chắc chắn phải có chiến lược cho bệnh lây. Thì bệnh lây ở đây có thể là bệnh gì? Bệnh lao nè, bệnh HIV nè, bệnh sốt xuất huyết nè,
tay chân miệng nè, và hiện tại đang có đó là COVID. À, đó là cái mà nhưng mà cứ mỗi một cái nhóm bệnh như vậy thì người ta, thì nhà nước ban hành một cái chương trình để đặt ra những cái mục tiêu để đạt được cho cái chuyện đó. Đó là cái khi các bạn học chiến lược thì các bạn lưu ý những chuyện đó. Cái nữa là mục tiêu với chỉ tiêu, thì theo các bạn mục tiêu với chỉ tiêu nó khác nhau chỗ này. Theo các bạn mục tiêu và chỉ tiêu nó khác nhau chỗ này. Thưa thầy, em đoán là mục tiêu là cái hướng chung, còn cái chỉ tiêu là cái thứ mà mình có thể lượng giá được à? Tại em thấy có con số cái mục chỉ tiêu à? Dạ, đó là cảm ơn ý kiến của bạn Phương. Phương đúng không em? Dạ đúng ạ. Dạ, bạn khác, mục tiêu với chỉ tiêu khác nhau như thế nào? Mục tiêu chỉ tiêu khác nhau chỗ nào? Đó là ý kiến của bạn Phương như vậy, còn những bạn khác thì sao? Dạ alo thầy, con nghe không ạ? Dạ nghe. Em là cái chỉ tiêu là em có đúng ý của bạn Phương, và em bổ sung thêm là chỉ tiêu đó là mình qua việc đạt được những cái chỉ tiêu cụ thể đó thì mình đề ra từ đầu, tức là cái chỉ tiêu là những cái mà cụ thể hóa của cái mục tiêu. Cách đạt được chỉ tiêu thì mình sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng. Rồi, cảm ơn Toàn. Đúng như các bạn nói, chỉ tiêu, thật ra chỉ tiêu các bạn chỉ cần thể hiện nhớ một cái thôi. Chỉ tiêu là cái con chỉ số lượng giá, cái con số chỉ số lượng giá của mục tiêu. Thật ra nếu như mà vào những bài sau nữa thì các bạn sẽ được học mục tiêu. Nhưng mà mục tiêu là một cái gì đó mà nó phải hướng tới. Nó phải mình muốn đạt được nó. Cho nên nếu như mà các bạn nói rằng là mục tiêu á thì nó phải được. Các bạn lưu ý là nếu đã dùng từ mục tiêu thì nó sẽ phải đảm bảo những cái thành tố của các mục tiêu, và thường mục tiêu là phải lượng giá được. Mà mục tiêu không lượng giá được thì nó là mục đích, hoặc đó là những cái hoạt động hoặc những cái giải pháp để đạt được. Cho nên ở đây tuy rằng là trong cái văn bản này nói rằng là chỗ này là mục tiêu một là nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và hiểu biết của người dân, nhưng thực tế ra nếu nói đúng hơn thì cái này là mục đích. Tức là những cái mục đích đầu tiên là để nâng cao nhận thức. Vậy thì nâng cao nhận thức ở trong cái dự án này nó bao gồm những cái mục tiêu cụ thể nào? Thì nó bao gồm những mục tiêu là 100% ủy ban dân phải có kế hoạch đầu tư kinh phí, rồi 70% người trưởng thành hiểu biết về bệnh ung thư. Đó là những cái mục tiêu. Còn cái mục tiêu 1, mục tiêu 2 mà trong cái ý mà trong cái dự án này thì đúng hơn, nó phải là mục đích. Tức là cái mình hướng xa trong một cái thời gian giai đoạn dài thì mình làm như vậy. Còn mỗi năm mình đặt cái giai đoạn đó là gì? Giai đoạn ngắn á, thì là mỗi một cái chỉ tiêu. Mà chỉ tiêu đó là những cái chỉ số để đạt được cái mục tiêu đó. Chỉ số lượng giá để đạt được một mục tiêu. Thì mỗi một cái mục tiêu, thật ra mỗi một cái chỉ tiêu này nè, nó cũng là một mục tiêu. Ví dụ như các bạn nói rằng là mục tiêu là giảm 30% tỷ lệ hút thuốc ở người trưởng thành vào cái năm 2020, ví dụ so với năm 2015 đó là năm 2016 chẳng hạn đi, thì giảm 30% tỷ lệ hút thuốc ở người trưởng thành so với năm 2015. Đó là mục tiêu thứ nhất. Đó là một mục tiêu. Hoặc một mục tiêu khác đó là gì? Làm giảm tỷ lệ hút thuốc ở nhóm vị thành niên xuống còn 3,6% ở mỗi năm. Mục tiêu thì nó phải có cái gì đó, nó phải có đạt được trong một cái thời gian ngắn. Thì mỗi năm các bạn phải giảm được cái tỷ lệ đó, còn nếu các bạn giảm không được, tức là các bạn không đạt được mục tiêu. Cho nên các bạn lưu ý rằng là nói trong cái này là mục tiêu với chỉ tiêu, thì thật ra mỗi một cái chỉ tiêu đó chính là một mục tiêu. Còn cái mục tiêu ở đây, trong cái dự án này nó ghi đây thì nó có một cái ý nghĩa là mục đích hơn là mục tiêu. Những cái nào mà có chỉ số, có lượng giá được là mục tiêu. Còn những cái gì không lượng giá được thì có thể nó là mục đích, hoặc nó có thể là những giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu. Các bạn phải phân biệt được.
đâu là mục đích, đâu là mục tiêu và đâu là các giải pháp thực hiện để đạt được mục tiêu. Còn chỉ tiêu thì cái từ này nó cũng chỉ là chỉ số để đạt được mục tiêu mà thôi. À, như vậy các bạn thấy rằng là đối với mục đích số 1 là nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và hiểu biết của người dân trong phòng chống các bệnh ung thư tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản, thì người ta đưa ra những cái mục tiêu nào để chúng ta hướng tới. Thì mục tiêu thứ nhất đó là 100% Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải có kế hoạch và đầu tư kinh phí triển khai thực hiện chiến lược này. Như vậy đây là mục tiêu của Trung ương giao cho các địa phương là phải có kế hoạch. Vậy thì trong cái kế hoạch đó đó là trình bày những cái giải pháp gì để đạt được. Như vậy thì mình phải coi cái việc mà triển khai cái đó tại thành phố Hồ Chí Minh đó là như thế nào. Rồi khi thành phố Hồ Chí Minh cũng giao cho các ủy ban nhân quận huyện á, người ta triển khai ra làm sao. Đó là cái mục tiêu thứ nhất. Cái mục tiêu thứ hai đó là 70% người trưởng thành hiểu biết về bệnh ung thư tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, vân vân. Đó là cái mục tiêu thứ hai. Rồi mục tiêu nữa là gì? Là giảm 30%, rồi giảm tỷ lệ hút thuốc lá, rồi giảm 10% tỷ lệ uống rượu bia. Ví dụ như thế đều là các mục tiêu hết. Và các bạn thấy rằng ở đây có rất là nhiều cái mục tiêu là khống chế tỷ lệ bệnh thừa cân, rồi khống chế tỷ lệ bệnh ở người trưởng thành. Nhưng cái vấn đề quan trọng hơn nữa đó là đối với từng cái mục tiêu chỉ tiêu này, đối với từng mục tiêu chỉ tiêu này nè, thì các bạn phải biết cái cách tính làm sao ra được cái mục tiêu đó. Đó là phải biết rằng là làm sao phát hiện đâu là những cái chỉ số để đạt được mục tiêu hay còn gọi là chỉ tiêu, và cái thứ hai là cái cách tính làm sao ra được cái chỉ số đó. Thì thí dụ như ở đây thì lấy một cái mục tiêu đó là khống chế tỷ lệ đái tháo đường dưới 8% ở người từ 30 đến 69 tuổi, thì theo các bạn đối với cái mục tiêu này thì chúng ta sẽ tính như thế này. Thầy lấy ví dụ là khống chế tỷ lệ đái tháo đường dưới 8% ở người từ 30 đến 69 tuổi thì cái mục tiêu này được tính như thế này. Cái chỉ số đạt được mục tiêu này nè, được tính như thế này. Theo các bạn. Dạ, em nghĩ là tỷ lệ đái tháo đường của toàn dân mới tính tỷ lệ đái tháo đường của cái nhóm tuổi đó. Chưa rõ lắm, có thể nói rõ hơn cái công thức tính của em. Có bạn nào có ý kiến khác? Dạ thưa thầy, em có ý kiến là thí dụ như người ta sẽ làm một cái nghiên cứu cắt ngang để mà người ta tìm xem là cái tỷ lệ đái tháo đường ở người 30 đến 69 tuổi thì em ví dụ là 9%, xong rồi người ta mới suy nghĩ là mình phải giảm được 10% trong số này, 9% nhân với 90% nó sẽ bằng 8,1%. Nhưng mà có thể là tốt hơn như đó một chút xíu nữa thì người ta sẽ hạ xuống ở dưới 8%, xong người ta đặt ra như vậy, em nghĩ vậy à. Cái đó là cái việc là gì? Cái đó là cái việc em đang so sánh với cái chỉ tiêu đặt ra. Ví dụ như đối với cái mục tiêu này thì cái chỉ tiêu cần đạt là dưới 8%, thì em coi là cái thực tế tại địa phương đó thì cái tỷ lệ đái tháo đường ở người từ 30 đến 69 tuổi là bao nhiêu. Tính ra được cái tỷ lệ đó rồi em mới so sánh với 8%, xem coi là trên 8%, lớn bằng 8% hay là nhỏ hơn bằng 8%. Nhưng mà cái thầy muốn hỏi rằng là cái chỉ số lượng giá để đạt được mục tiêu, trong chỉ số lượng giá để đạt được cái mục tiêu này là chỉ số nào? Chỉ số lượng giá của cái mục tiêu này. Theo các bạn là chỉ số nào? Thầy em nghĩ nó là số lượng người mà trong khoảng từ 30 đến 69 tuổi mà có mức đường huyết trên 126.
Thì nó đúng hơn là tỷ lệ người đa số được ở người ở trong cái nhóm tuổi là từ 30 đến 69 tuổi. Thế thôi, đó là cái chỉ số lượng giá của mục tiêu này, đó là tỷ lệ người bị đái tháo đường trong cái nhóm người từ 30 đến 69 tuổi. Nhưng mà tỷ lệ đó được tính bằng cách nào? Tỷ lệ đó được tính bằng cách nào? Lấy số gì, chia số gì, nhân số gì? Cái tỷ lệ người đái tháo đường, cái tỷ lệ đái tháo đường ở người từ 30 đến 69 tuổi thì được tính như thế này. Thầy là lấy số người bị đái tháo đường ở 30 đến 69 tuổi chia cho tổng số người ở 30 đến 69 tuổi. Đúng rồi. Đó chính là cách tính, cho nên cái mà quan trọng là các bạn phải tìm được cái chỉ số lượng giá của một mục tiêu. Và cái thứ hai đó là cái cách tính cái chỉ số đó như thế nào. Rồi sau khi mình tính được cái chỉ số lượng giá để đạt được chỉ số lượng giá của mục tiêu là đó, mình mới so sánh với cái chỉ tiêu người ta đặt ra như một bạn khác đã nói, tức là để xem coi cái tỷ lệ đó tôi tính ra được cái A phần trăm thì cái A đó nó nếu nó lớn bằng 8% tức là không đạt được mục tiêu, nếu A nó dưới 8% tức là đạt được mục tiêu. 8% hay còn gọi là 0,8, nó A với 0,8 ví dụ như thế. Thì những cái mục tiêu khác cũng vậy, 50% số người bị bệnh đái tháo đường được phát hiện, 50% số người phát hiện bệnh được quản lý điều trị theo hướng dẫn chuyên môn, vân vân và vân vân. Như vậy thì cái mà thầy hướng dẫn cho các bạn ở đây là cái các bạn phải đọc được, các bạn phải lọc ra được đây là những cái mục tiêu, đây là những cái chỉ tiêu để ra thực hiện trong cái dự án này nè. Mà khi triển khai xuống về địa phương đó thì người ta cũng sẽ triển khai như vậy. Và làm triển khai những cái hoạt động làm gì để làm sao để đạt được những cái chỉ tiêu này đề ra. Mà nếu đạt được những cái chỉ tiêu này đề ra tức là mình đang đạt được cái mục đích đó là gì, hạn chế sự gia tăng tỷ lệ người tiền mắc bệnh, người mắc bệnh và người tàn tật cũng như tử vong sớm tại cộng đồng. Đó là những để làm những cái gì, đưa ra những cái mục tiêu này là để hạn để đạt được cái mục đích C ở trên. Và để đạt được những cái mục tiêu này thì người ta đưa ra những cái giải pháp ở bên dưới. Thì dĩ nhiên đã gọi là giải pháp thì đây là giải pháp theo kiểu gọi là từ trung ương đến địa phương. Đây là những cái nhóm giải pháp mà trung ương đưa ra. Nhưng mà khi xuống tới địa phương là thành phố Hồ Chí Minh hay là xuống tới cấp quận hoặc xuống tới cấp phường thì người ta sẽ cụ thể hóa ra bằng những cái giải pháp của thực tiễn tại đơn vị để làm sao mà đạt được những cái giải pháp này mà trung ương đưa ra. Đây là giải pháp, nhưng giải pháp này là nhóm giải pháp ở cấp trung ương. Rồi khi xuống dưới địa phương thì nó sẽ được cụ thể hóa và được nghiệm hóa ra. Nhưng mà cái quan trọng rằng là người ta sẽ đưa ra những cái giải pháp gì thì nó nằm trong cái ý này. Cái dự án người ta đưa ra những cái ý để mình, những cái nhóm để chúng ta suy nghĩ tới. Ví dụ như rằng là làm sao để sử dụng mạng lưới thông tin truyền thông từ trung ương tới địa phương để tuyên truyền. Làm cách nào để tuyên truyền phổ biến đây thì ở từng địa phương, từng cái cấp nó sẽ có những cái kế hoạch cụ thể để tuyên truyền. Rồi nghiên cứu xây dựng tài liệu truyền thông thì ở mỗi một cái cấp nó sẽ xây dựng cái tài liệu truyền thông nó khác nhau. Cho nên khi các bạn đọc cái dự án mà của quyền địa của quốc gia thì các bạn phải biết rằng đây là những cái giải pháp chung, nhưng mà khi xuống tới từng địa phương cụ thể nó sẽ có những cái hoạt động rất rất cụ thể, mà càng đi xuống tới cơ sở thì hoạt động nó càng cụ thể ra, hay mà hãy càng cụ thể thì các bạn coi coi rằng là những cái hoạt động đó nó có đủ sức, có đủ để đạt được cái mục tiêu mà đề ra hay không. Còn đây là những cái nhóm nhóm giải pháp chung, cho nên nếu như mà các bạn đề xuất những cái giải pháp, người thường thường đó là khi mà đi học các thầy cô sẽ yêu cầu các bạn đề xuất giải pháp, mà các bạn viết giải pháp y chang vậy tức là các bạn chả có cái giải pháp gì trên. Bởi vì sao? Giải pháp quá chung chung, không cần đi học cũng đề xuất giải pháp được. Cái quan trọng là nghiên cứu, ví dụ như cái rằng là vận động xây nâng cao, vận động cái gì, vận động ai, đối tượng nào, nhóm đối tượng nào các bạn cần phải chú trọng đến, tại sao bạn phải nhóm chú trọng đến nhóm đối tượng đó. Thì khi các bạn xuống tới địa phương các bạn phải nghiên cứu những chuyện này để xem coi rằng là những cái giải pháp ở trên đưa ra như vậy thì nó có phù hợp với địa phương hay không, hay có những giải pháp gì cần phải sáng tạo hơn để cho phù hợp với thực tiễn của địa phương.
không, đây là giải pháp chung cho toàn nước, nhưng mà khi xuống tới từng địa phương thì nó tùy thuộc vào tình hình thực tiễn, tùy thuộc vào trình độ học vấn, tùy thuộc vào cái dân số của nơi đó mà chúng ta đưa ra những giải pháp cho phù hợp, rồi tăng cường hệ thống. Ví dụ như thế, đây là rất nhiều nhóm giải pháp nha các bạn, giải pháp về nguồn lực, đây là những cái giải pháp chung, nhưng mà khi đi xuống thì nó sẽ có cụ thể. Rồi trong cái đó thì sẽ có những cái dự án liên quan đến những cái cơ quan, rồi từ đó những cái dự án đó người ta sẽ đưa ra những cái kế hoạch cụ thể để mình thực hiện. Thì khi mà các bạn đọc cái tài liệu này thì các bạn phải rõ được cái ý đó, được chưa? Đây là cái mà thầy muốn lưu ý với các bạn. Dĩ nhiên thầy sẽ không nói nhiều về câu chuyện này, nhưng cái vấn đề ở đây rằng là từ cái câu chuyện này các bạn sẽ suy nghĩ gì tiếp theo cho câu chuyện ở địa phương của các bạn. À, đó là cái câu chuyện mà, cho nên bây giờ là 3:30 thầy sẽ gửi cái tài liệu này cho các bạn để các bạn suy nghĩ, các bạn đọc và các bạn nghiên cứu. Nếu các bạn có gì thắc mắc thì lát nữa 4:30 chúng ta thì sẽ dành 1 tiếng đồng hồ để các bạn nghiên cứu cái tài liệu này, và các bạn có những băn khoăn, trăn trở, ưu tư gì đó thì lát nữa 4:30 chúng ta sẽ trao đổi lại để chúng ta sẽ chốt cái bài này. Tại vì bài này là bài có sẵn như vậy rồi, dự án không có đổi gì hết trơn á, nhưng vấn đề là sau khi các bạn nghiên cứu cái dự án này, các bạn có những cái thắc mắc gì, các bạn có trao đổi gì thì lát nữa 4:30 chúng ta sẽ trao đổi lại ha. Và cái lát nữa trên tab tệp này thì chúng ta sẽ có cái file để các bạn nghiên cứu. Các bạn dành thời gian 1 tiếng đồng hồ từ 3:30 đến 4:30 các bạn nghiên cứu cái văn bản này, và nếu các bạn có gì thắc mắc thì lát nữa 4:30 chúng ta sẽ gặp lại, được không ạ? À? Thầy sẽ gửi cái này ha, và thầy sẽ dẫn để cái lớp ở đây, các bạn sẽ tự nghiên cứu tài liệu và các bạn ghi lại những cái ý thắc mắc cần trao đổi cho của các bạn, và lát nữa 4:30 chúng ta sẽ gặp lại nhé. Dạ. Các bạn tự nghiên cứu trước cái phần này cái đã. Điều giống vậy thì mình có cách nào để mình thay đổi hay mình khắc phục hay là mình làm cách nào khác không thầy? Dạ, cảm ơn câu hỏi của trường ha. Thì đúng rằng là khi mình đặt ra một cái như đúng là như trường nói, thì khi mình đặt một cái chỉ mục tiêu á thì chắc chắn là nó phải đảm bảo một cái thành tố là SMART, tức là trong đó cái yếu tố là phải đo lường được. Và vấn đề đối với cái mục tiêu mà trường nói đây là giảm 30% mức tiêu thụ muối trung bình một người một ngày ở người trưởng thành á, là làm sao để đo được cái chuyện này. Thì đúng rằng là để mà đo lường, thí dụ như tỷ lệ về con người, về hành vi của con người, thì cũng có thể mình có thể đo lường được, mình có thể biết rằng mình qua hỏi. Nhưng mà đôi khi cái việc mà mức tiêu thụ muối trung bình một người một ngày ở người trưởng thành này á, thì đôi khi mình không thể đo lường bằng cái việc hỏi được, mà đôi khi mình có thể đo lường qua bằng một cái phương pháp, một cái công cụ đo lường khác. Cho cái chuyện này, ví dụ như rằng là mình phải theo dõi qua nước tiểu, hoặc là mình phải theo dõi rằng là một cái dạng công cụ khác. Dĩ nhiên rằng là một cái nó sẽ có công cụ đo, nhưng mà đo như thế nào thì mình phải tìm hiểu thêm tất cả các tài liệu. Đây là dự án quốc gia thì nó như vậy thôi, nhưng mà để triển khai cho cái chuyện này thì đầu tiên hết rằng là mình phải đi tìm cái công cụ đo làm sao để đo được cái mức tiêu thụ muối trung bình. Mà cái đo đó nó phải gần như gọi là khách quan, nó không phải chủ quan theo cái kiểu mà mình khai qua lời được. Cho nên là nếu mà khách quan thì chắc chắn mình có thể đo cái lượng muối, tức là mình sẽ có một để mình phải tìm một cái công cụ để đo lường cái chuyện này. Đó, nói chung rằng là cái còn nếu mà vấn đề này cái mục tiêu này có khả thi hay không á, thì cái quan trọng nhất là nếu mình đã có được cái cách đo mà nó phù hợp á thì nó có thể triển khai được. Còn nếu như mà cái mục tiêu này nó không có triển khai, nó không có cái công cụ đo, hoặc cái việc có cái đo lường, cái công cụ đo lường nó không được chính xác á, thì có thể rằng là cái mục tiêu này nó không đạt được. Mà như vậy thì đến năm 2 hiện nay thì dự án nó đưa ra như vậy, nhưng mà nếu như mà đến ở mỗi năm chúng ta có thể có báo cáo của Bộ Y tế, nếu chúng ta có công cụ đo lường thì chúng ta sẽ
sẽ coi coi là có đạt được hay không. Mà nếu như không có báo cáo qua hàng năm thì có thể là hết một giai đoạn người ta sẽ báo cáo và có thể chấp nhận đâu đó cái một số mục tiêu nó không đạt và mình cần phải qua một cái giai đoạn mới, mình cần phải điều chỉnh cái mục tiêu trở lại. Các bạn hiểu ý chỗ này không ạ? Tức là mình đưa ra mục tiêu và chắc chắn một cái mục tiêu, nhưng mà cái mấu chốt của cái vấn đề đó là mục tiêu phải đo lường được. Nhưng mà đối với mục tiêu này thì chỗ trường đặt ra rất là đúng, đó là mình đo bằng cách nào. Thì cái khó là mình đo cái mức tiêu thụ muối của một người một ngày. Đối với người trưởng thành thì đầu tiên là phải đo cái người có cái tiêu thụ muối trung bình một người, cái đầu tiên là sao đo tiêu thụ muối, rồi là 30 cái mức tiêu thụ nó phải giảm hơn so với năm, giảm 30% so với năm 2015. Thì cái khó ở chỗ rằng là làm sao đo được cái mức tiêu thụ này đây. Thì cái đó là cái câu hỏi rất hay, nhưng mà cái công cụ để đo thì hiện tại thì cũng không trả lời được cho các bạn được cái việc là chúng ta đo như thế nào để nó có thể đạt được cái chuẩn gọi là tiêu thụ muối trung bình một người một ngày. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ đi tìm được một cái công cụ nào đó để mình đo lường cái chuyện này, và khi mình đo lường mình mới coi, mình mới làm, có thể là một cái nghiên cứu. Ví dụ như mình không thể đo từng người được, nhưng mà ít ra các bạn sẽ chọn mẫu, các bạn nghiên cứu cái đặc là cái mức tiêu thụ muối trung bình một người một ngày ở người trưởng thành trong một cái khu vực là bao nhiêu, rồi từ đó mình mới ra được cái mức tiêu thụ muối trung bình nó trong cái nhóm đó đó là năm 2015 thì nó như thế nào, mà năm nay là bao nhiêu. Mình coi rằng là mình tìm cái tỷ lệ vượt giữa cái mức tiêu thụ muối trung bình của giai đoạn này với năm 2015, coi cái tỷ lệ vượt của nó có trên 30, có giảm 30% hay không. Nếu nó giảm thì ta đạt được chỉ tiêu, nhưng mà nếu nó không giảm thì chúng ta không đạt được chỉ tiêu. Nhưng có thể cái chỉ tiêu này mình có thể không đạt được, bởi vì thứ nhất rằng là mình chưa tìm được cái công cụ đo lường, thứ hai rằng là để khảo sát cho cái chuyện này thì đôi khi phải làm nghiên cứu, nhưng mà đôi khi mình chưa có điều kiện thì mình làm nghiên cứu. Vậy thì cái vấn đề đây cũng là có thể là một cái đề tài cho các bạn suy nghĩ đến cái câu chuyện sau này các bạn muốn làm nghiên cứu trên cộng đồng, đó là đi tìm mức tiêu thụ muối trung bình một người một ngày của người thành phố Hồ Chí Minh hoặc là một cái quận nào đó. Các bạn hiểu ý chỗ này không ạ? Giờ trường có thắc mắc gì thêm về vấn đề này không? Dạ không ạ. Dạ, cảm ơn ạ. Vậy tức là cái ý ở đây, chỗ này mấu chốt muốn nói rằng là mục tiêu là phải đo lường được, mà cách đo như thế nào thì đó lại là một cái câu, đó lại là một cái bài toán mà chúng ta phải suy nghĩ. Và đây là một cái ví dụ điển hình mà trường đặt ra cho các bạn thấy rằng là có thể có những cái mục tiêu mình không, rất khó đo lường trong giai đoạn hiện tại, hoặc là cái việc tổ chức đo lường cái chuyện đó nó không phải là dễ dàng. Đó, xin mời cái câu hỏi khác. Đó, cũng có thầy cô trong bộ môn cũng có thể cho cái là thông thường để có thể đo được các chỉ tiêu mà mức tiêu thụ thì đôi khi phải làm nghiên cứu, giống như thầy nói hồi nãy mình phải làm nghiên cứu để mình thấy được cái mốc để mình có thể so sánh được nhé. Thường những cái đó là mình phải làm nghiên cứu các bạn nhé. Rồi, các bạn có câu hỏi nào khác nữa, xin mời các bạn. Rồi, các bạn còn câu hỏi nào khác nữa không?
Rồi, không mời các bạn có câu hỏi nào khác không? À, xin mời các bạn có câu hỏi nào khác cho cái bài ngày hôm nay nữa không ạ? À, xin mời các bạn có thêm câu hỏi. Đó. Như vậy thì các bạn lưu ý rằng là những cái mục những tiêu thì các bạn có thể bằng cách rằng là thống kê, tức là mình có thể thống số liệu để mình ra được, hoặc là mình làm nghiên cứu để mình có thể tìm được cái tỷ lệ này, và từ đó khi mà chúng ta ra được cái tỷ lệ đó thì khi chúng ta làm cái tỷ lệ thì chúng ta có, từ cái tỷ lệ đó, nếu với những cái phương pháp nghiên cứu mà những cái thiết kế nghiên cứu và cái cách chọn mẫu mang tính đại diện thì mình có thể quy chiếu cho cái nhóm người trên cái nhóm dân số đất mà các bạn muốn hướng tới. Thì khi các bạn làm những nghiên cứu như vậy ra được cái tỷ lệ thì lúc đó các bạn có thể so sánh với cái mục tiêu và cái chỉ tiêu mà đặt ra của dự án để các bạn xem coi là nó có đạt được hay không. Và chắc chắn với các bạn rằng có những cái mục tiêu nếu chúng ta chưa thực hiện được thì có thể chúng ta không đạt, mà chúng ta phải biết cái nguyên nhân tại sao chúng ta không đạt, và từ đó chúng ta tìm được cái giải pháp để chúng ta khắc phục, chứ không phải rằng là không đạt cái rồi cái mình bỏ quên luôn cho cái chuyện đó thì là không được. Nhưng cái cách làm sao để đo lường ra được cái chỉ số, cái tìm được cái con số đó thì có rất là nhiều cách. Có thể rằng là mình dựa vào thống kê số liệu qua những cái việc là người ta báo cáo, có thể rằng các bạn phải thực hiện cái nghiên cứu khảo sát trên một cái nhóm cộng đồng về cái chủ đề mà các bạn muốn tìm. Cũng có thể rằng là các bạn ghi nhận qua những cái cách đo khác, tức là nếu không làm nghiên cứu, nếu không báo cáo thì các bạn có thể tự tổ chức một cái hình thức làm sao để ghi nhận được những cái số đó. Nhưng cái mấu chốt của cái câu chuyện đó là các bạn phải biết được cái tỷ lệ đó được tính như thế nào,
để chi? Để cho dù mình có làm ghi nhận, hay cho dù mình có thể thu thập trong báo cáo, hay cho dù mình có làm nghiên cứu, thì mình biết mình đang tìm cái số gì. Thì từ cái con số đó mình mới biết được, mình tính ra được cái tỷ lệ gì, khi đó mình mới so sánh theo cái chỉ tiêu đặt ra mới được. Nha, cái mấu chốt của cái vấn đề là chỗ này. Chứ không phải rằng là nếu các bạn không biết được cái mấu chốt thì các bạn sẽ không biết rằng chúng ta sẽ tìm cái giải pháp như thế nào. Do đó, với một cái chỉ tiêu thì các bạn phải về tự các bạn coi lại là cái cách tính của các chỉ tiêu này ra làm sao. Nếu các bạn còn lấn cấn còn ấy thì các bạn có thể ghi nhận lại, nốt tê lại những cái ý đó để các bạn đặt câu hỏi với thầy trong những cái buổi học sau, để các bạn tìm ra được những cái để các bạn đề cập những cái khúc mắc, từ đó chúng ta mới giải đáp về những khúc mắc đó mới được. Được chưa ạ? Nhưng vấn thì cái mấu chốt là các bạn phải tính được, tìm được cái chỉ số lượng giá của một cái mục tiêu và cách tính cái chỉ số lượng giá đó. Còn việc so sánh cái chỉ số đó đó so với chỉ tiêu thì lúc đó mình mới đánh giá là đạt hay không đạt so với chỉ tiêu. Và các bạn cũng ghi nhận là cái chuyện đạt hay không đạt so với chỉ tiêu này, các bạn phải ghi nhận đó để sắp tới cái bài xác định vấn đề sức khỏe, các bạn sẽ thấy rằng là cái ý mà so sánh việc đạt hay không đạt so với chỉ tiêu này thì nó có ý nghĩa gì đối với cái việc xác định vấn đề sức khỏe sau này. Cái đó là một trong những cái mà tiền đề để xác định vấn đề sức khỏe sau này. Thì đó là những cái ý mà chốt lại trong cái buổi ngày hôm nay, sau khi các bạn nghiên cứu tài liệu cũng như rằng là các bạn dành thời gian để sau này các bạn nghiên cứu thêm, thì các bạn sẽ thấy rằng là những cái ý đó các bạn phải nốt tê lại, để đó là một cái tiền đề cho cái việc mà ghi nhận cái vấn đề sức khỏe sau này trong những cái bài dạy tiếp theo. Không biết rằng là các bạn còn thắc mắc gì nữa không về cái bài này. Bài này thì các bạn về các bạn có thể đọc thêm và nghiên cứu thêm, không có vấn đề gì cả. Đây là dự án quốc gia, đây là cái chung, thì cái quan trọng những cái mấu chốt của cái bài thì thầy cũng đã nói sơ qua cho các bạn biết rồi. Các bạn về các bạn tìm, còn một cái mục tiêu thì chắc chắn là sẽ phải đo lường được. Còn đo lường như thế nào, ra làm sao, thì ở trong một số cái bài sau của cái học phần này các bạn cũng sẽ biết cách rằng là viết mục tiêu như thế nào, rồi nhận biết được một cái mục tiêu có thành tố như thế nào, thì các bạn sẽ rõ ràng hơn. Đây là một trong những cái bài để giới thiệu. Thứ nhất, mục tiêu đó là giới thiệu cái dự án cho các bạn biết. Cái thứ hai là các bạn nhận biết được những cái chỉ số đánh giá của một cái chỉ số lượng giá của mục tiêu. Và cái thứ ba rằng là đánh giá cái chỉ số đó với cái chỉ tiêu đặt ra là nó có đạt hay không đạt, và ý nghĩa của cái việc mà đánh giá những cái chỉ số đó đạt hay không đạt, nó có ý nghĩa vai trò như thế nào đối với việc xác định vấn đề sức khỏe sau này. Rồi, không biết các bạn còn gì trao đổi hoặc là băn khoăn hoặc là còn gì thắc mắc về vấn đề này nữa không ạ? Rồi, nếu mà các bạn không còn vấn đề gì thắc mắc nữa thì thôi, chúng ta sẽ tạm biệt tại đây. Và những cái ý các bạn có thể nghiên cứu thêm, và trong những cái bài sau thì chúng ta sẽ đặt những cái câu hỏi sâu hơn, nếu như các bạn có nhu cầu để tìm hiểu những cái vấn đề sâu hơn ha. Và cái bài này thì các bạn cũng đã có cái file trên này rồi, các bạn sẽ đọc thêm trong bài và nghiên cứu thêm trong tài liệu sau này. Nếu các bạn không có gì nữa thì cảm ơn các bạn trong cái buổi chiều ngày hôm nay, để chúng ta đã có nghiên cứu một cái tài liệu liên quan đến cái dự án quốc gia. Và cái dự án này thì để làm cái tiền đề để cho các bạn nghiên cứu, để sau này các bạn đi xuống tới địa phương các bạn nghiên cứu chương trình sức khỏe thì các bạn có thêm những cái kiến thức để các bạn so sánh nó dễ hơn. Và nếu không có vấn đề gì nữa thì xin tạm biệt các bạn tại đây, và chúc các bạn một buổi chiều tốt lành ạ. Dạ tụi em cảm ơn thầy. Cảm ơn tụi em, chào tụi em. Dạ tụi em cảm ơn thầy, tụi em chào thầy.